Chương 58. Xúc địa thành thốn. Gió cát gào thét, kết giới lung lay sắp đổ, hạt cát thô to như là vô số đao nhỏ muốn cắt vụn tất cả mọi thứ mà nó trải qua. Diệp Tố muốn đi tìm Du Phục Thời, nhưng nếu nàng muốn rời khỏi thì phải mở kết giới ra, mà kết giới lại là lá chắn duy nhất bảo vệ mọi người lúc này. Chờ sau khi bão cát tan chúng ta sẽ đi tìm bọn họ. Một tay từ Trình Ngọc một lần nữa ấn Diệp Tố xuống, Hô lên, hiện tại trước tiên phải bảo hộ tốt chính mình. Diệp Tố cúi thấp người xuống, một tay chống xuống đất phóng thích ra linh lực chống đỡ kết giới cùng với mọi người, một tay khác thì mở ra truyền tin ngọc điệp, muốn liên lạc với Du Phục thời. Không có phản ứng, truyền tin ngọc điệp cũng mất hiệu lực rồi. Năm người đều là tu sĩ cảnh giới Kim đan kỳ trở lên thế nhưng kết giới do bọn họ liên thủ dựng lên lại gần như không cản được gió cát bên ngoài. Mã Tổng Thu nhất thời không giữ vững, phần kết giới ở bên hắn trong nháy mắt liền tan vỡ, cát bụi cuồng phong ầm ầm tràn vào. "Sư huynh!" "Tổng Thu!" Lữ Cửu ở bên cạnh muốn vươn một tay giữ Mã Tổng Thu nhưng sức gió quá mạnh, nàng còn phải duy trì kết giới nên không có đủ sức để níu hắn lại. Trong khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc, Diệp Tố lấy ra một tờ độn địa phù, dán bẹp lên ót của Mã Tổng Thu. Nhưng bên dưới của giới này quá kỳ quái, độn địa phù cũng không phát huy được hết hiệu quả, sau khi dán lên thì chỉ có đầu cùng nửa người trên của Mã Tổng Thu trong nháy mắt liền cắm xuống dưới hoang thổ, trông như một con đà điểu đang chôn đầu xuống đất. Tuy vậy nhưng hắn vẫn kiên cường một lần nữa vươn ra một bàn tay, nỗ lực khởi động lại kết giới. "Đừng dán ta." Lữ Cửu nhìn thấy thảm trạng của Mã Tổng Thu thì lập tức hoảng loạn hô lên với Diệp Tố không biết từ đâu sinh ra lực lượng một lần nữa xuất ra linh lực từ linh phủ đã sắp cạn khô, tiếp tục gia cố kết giới. Diệp Tố Thật ra, thế này cũng khá tốt. Mã Tổng thu nửa người trên bị chôn dưới đất, giọng nói ồm ồm truyền lên, ta không còn nghe thấy tiếng gió rít chói tai bên ngoài nữa, mọi người có thể thử xem. Sư Huynh, Huynh tiết kiệm chút sức lực đi. Chu Vân bất đắc dĩ nói. Từ Trình Ngọc ngửa đầu nhìn Bão Cát Đen trước mắt nói, không biết nó sẽ kéo dài đến khi nào, chúng ta không còn trụ được bao lâu nữa. Diệp Tố không đáp lời, nàng đang tìm xem có phù nào có thể dùng không, cơ hồ tất cả phù chú đều bị giảm đi hiệu quả đáng kể. "Tổng thu, lấy linh thạch ra đây." Từ Trình Ngọc nói, hắn đỡ lấy một nửa kết giới của Chu Vân, Chu Vân lại tiếp lấy một nửa kết giới của Lữ Cửu cứ như vậy xoay vòng sang giúp giảm sóc một chút cho mã tổng thu. Chờ đệ một chút, một nửa người của mã tổng thu vẫn còn ở trên mặt đất, hắn gian nan dùng một bàn tay cởi túi càn khôn khỏi hông, trước lấy ra linh thạch bổ khuyết linh phủ của bản thân, khôi phục là một ít linh lực, sau đó truyền túi linh thạch sang cho mọi người. Bão cát đen sẽ không tồn tại mãi, chỉ cần chúng ta cố gắng kiên trì một đoạn thời gian, chờ chúng tan đi là được. Từ Trình Ngọc lấy ra một ít linh thạch sau đó đưa túi sang cho Diệp Tố. Diệp Tố quỳ dạp trên mặt đất, bóp nát linh thạch trong tay, thức hải trong linh phủ vốn ảm đạm tức khắc liền sung túc trở lại. Nàng nhìn từng trận bão cát đen đang xoay tít bên ngoài sau đó bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhìn vào trong linh phủ. Vẫn như cũ không thể đến gần thức hải, chỉ có thể nhìn từ đằng xa. Diệp Tố nhìn chằm chằm mảng thức hải đó, nơi này là linh phủ của nàng tất cả mọi thứ trong này nên chịu sự khống chế của nàng một mảng thức hải cho dù lợi hại đến mức nào mà nàng không thể dùng được thì cũng nên cút khỏi linh phủ của nàng có lẽ là cảm ứng được cảm xúc của chủ nhân linh phủ nên mảng kim sắc thức hải đột nhiên quay cuồng kịch liệt từng đợt sóng dồn dập vỗ sang hai bên diệp tố mặt không chút biểu tình nhìn thức hải bên trong linh phủ của mình ánh kim sắc của linh phủ càng đậm thì thức hải càng ảm đạm một lúc lâu sau thức hải dần dần bình tĩnh lại thoạt nhìn trở nên dịu ngoan dị thường tinh thần diệp tố động một cái liền thấy bản thân đã dịch chuyển đến phía trên thức hải đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân thân của thức hải nhìn từ xa giống như một khoảng biển nhưng nhìn trực diện từ trên xuống lại giống một mảnh kim sắc ngân hà thần thức chảy xuôi chậm rãi lấp lánh như có những ánh sao diệp tố vẫn như cũ không thấy được kim đan của nàng xem ra đã thật sự hòa tan trong thức hải. Nàng tiến đến gần sát thức hải, duỗi tay chạm vào, không phải cảm giác lành lạnh của dòng nước mà là vô số thần thức lọt qua các kẽ ngón tay của nàng, mang theo sương mù mờ ảo. Diệp Tố lại động tinh thần một lần nữa, vớt lên một nhúm thần thức xem kỹ thì thấy có ánh kim sắc giống như làn sương mù mờ bao quanh nó. Sau đó nàng mở mắt nhìn bão cát bên ngoài kết giới rồi lại nhắm mắt một lần nữa, thần thức mang theo tầm nhìn của nàng xẹt qua ngàn dặm, khắp nơi đều là cánh đồng hoang vu, bão cát đang càn quét bừa bãi. Trong mấy người đang nấp sau sườn núi chỉ có từ trình ngọc cảnh giới nguyên anh sơ kỳ nhận thấy được có một cổ thần thức đột nhiên xuất hiện. Bọn họ cách nhau quá gần nên từ trình ngọc muốn không biết là ai cũng khó. Sao Diệp Tố lại có thần thức? Chẳng lẽ là nàng vẫn luôn che giấu cảnh giới? Trong lòng của hắn có nghi hoặc nhưng cũng không dám phân thần nghĩ nhiều, chỉ đành phải tập trung ra cố kết giới. Thần thức của Diệp Tố phảng phất không có giới hạn, không ngừng kéo dài mở rộng ra xung quanh nhưng nàng tìm mãi vẫn không phát hiện được tung tích của ba người mất tích. Đang lúc nàng định thu hồi thần thức thì bỗng nhận thấy cách sườn núi không xa có một huyệt động lõm vào trong núi. Thần thức của Diệp Tố dừng lại, không chút do dự đi vào huyệt động trong huyệt động trình Hoài An cùng liên liên đã ngất đi, quỳ dạp trên mặt đất, bên hông còn bị trói bởi hai sợi dây da thú. Quỳ ở giữa là một nam nhân đầu bù tóc rối, mặt mày đầy dâu đang cầm một đầu dây thừng trong tay. Hô hấp của hai người vững vàng, nhìn dáng vẻ không có bị thương. Diệp Tố vừa mới thở ra một hơi thì nam nhân quỳ trên mặt đất tựa hồ như phát hiện có thần thức đang nhìn trộn, bỗng nhiên ngước mắt lên, duỗi một ngón tay ra nói, trục, xuất ngay sau đó thần thức của diệp tố liền bị bắn trở về trong kết giới sau sườn núi diệp tố cả người run lên mở mắt ra thần thức lại một lần nữa trở về thức hải từ trình ngọc bên cạnh không xa lạ với loại phản ứng này của diệp tố có người phát hiện ra cô sao diệp tố cũng không kinh ngạc chuyện hắn phát hiện mình dùng thần thức chỉ nói trình hoài an cùng liên liên tạm thời không có việc gì ở giới này còn có người khác nàng nhớ tới diện mạo cùng trang phục của người nọ lại bổ sung thêm hình như đã tiến vào rất lâu trước đó rồi tiến vào rất lâu trước đó từ trình ngọc suy nghĩ một chút liền hiểu ra là người trước kia đã tiến vào hoang thành bí cảnh hẳn là vậy hai người bọn họ đang nằm trong tay ông ấy diệp tố vẫn chưa phát hiện được tung tích của du phục thời nàng đã mang người vào đây thì cũng phải mang người hoàn chỉnh đi trở ra nếu đã có người còn tồn tại đến lúc này thì bão cát đen nhất định sẽ có lúc tan đi. Từ Trình Ngọc cũng hơi thả lỏng một chút, chúng ta cứ cố gắng kiên trì đến lúc nó biến mất thì sẽ ổn thôi. Cũng may trên người Mã Tổng Thu còn một vạn thượng phẩm linh thạch, đủ để bọn họ chống đỡ một khoảng thời gian. Đại khái sau khi 12 canh giờ trôi qua, bão cát đen rốt cuộc cũng dần yếu bớt, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu tan đi năm người sợ đây chỉ là hiện tượng giả, có khi bão cát sẽ còn quét qua một lần nữa nên đợi thêm một canh giờ sau mới hoàn toàn triệt khai kết giới. Lữ đạo hữu, Chu sư muội. Mã Tổng thu đôi tay run rẩy chống lên mặt đất, "Giúp ta một chút, rút ta ra dùng với." Lữ Cửu cùng Chu Vân nén cười, mỗi người ôm lấy một chân của hắn, dùng sức kéo hắn ra. Mã Tổng Thu vừa ra tới liền gỡ độn địa phù trên gáy xuống, ngồi bệt trên mặt đất nhìn về phía Diệp Tố, phù của cô hiệu quả có chút tốt quá mức đó. Diệp Tố nhìn hắn, định nói gì đó thì bỗng nhiên lại xoay người, cùng từ Trình Ngọc vọt ra ngoài sườn núi, nhìn nam nhân đang đi tới từ đằng xa. Nam nhân mặc một thân áo choàng dơ bẩn rách nát, đầu tóc hoa dâm, trên mặt mọc đầy dâu, cơ bản nhìn không rõ diện mạo. Đó là ai? Mấy người mã tòng thu cũng theo sát nhìn theo tầm mắt của hai người, nhìn thấy có người ở phía xa thì không hỏi lên tiếng hỏi hai người ở đằng sau chính là trình hoài an cùng liên liên chu vân giơ tay che bớt ánh sáng nheo mắt chăm chú nhìn một lúc thì hô lên bọn họ còn sống lữ cửu lẩm bẩm nói sao ta cảm giác ông ta di chuyển cực kỳ mau xúc địa thanh thốn đồng tử từ, từ trình ngọc co rụt lại đây là chiêu thức tu sĩ hợp thể kỳ trở lên mới có thể sử dụng được sao xúc địa thành thốn, rút ngắn mặt đất lại thành một tấc. Chương 59. Tiền Phật tử. Rõ ràng nam nhân kia còn ở rất xa, vậy mà trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, phía sau còn kéo theo Liên Liên cùng Trình Hoài An đang bị trói gô như bánh trưng, gương mặt của hai người tràn đầy ngơ ngác, hẳn là vẫn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Nam nhân cao lớn tóc hoa dâm rối bởi trong nháy mắt dịch chuyển đến trên sườn núi, ông thu lại dây thừng làm từ gia thú, thả trình hoài an cùng liên liên ra, đôi mắt nhìn mọi người trước mặt một vòng, lữ cửu không môn không phái, nhưng ba chữ to tướng trên đạo bào của Diệp Tố thì trừ phi thất học nếu không ai cũng đều đọc ra được. Thanh âm của ông khàn khàn khô ráp, giống như đã rất lâu rồi chưa từng nói chuyện, thậm chí phát âm cũng có chút không được rõ, thiên cơ môn vẫn còn chưa phế tông sao. Diệp Tố giọng nói của Tiền Bối không khỏe thì cũng không cần lên tiếng đâu. Nam nhân tóc rối hắng giọng một tiếng, lại nhìn sang mấy người bên cạnh, cuối cùng dừng lại trên người Từ Trình Ngọc, đệ tử Ngô Kiếm phái. "Thần thức lúc trước là của ngươi sao? Sao ngay cả việc phải che giấu thần thức cũng không biết?" Từ Trình Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Tố một cái, trả lời, vừa mới tiến dai lên Nguyên Anh kỳ nên khống chế thần thức vẫn còn chưa quá thuần thục hai người không sao chứ? Mã Tổng thu hỏi hai người Trình Hoài An. Không có việc gì. Trình Hoài An lắc đầu, sau đó không người nói với nam nhân phía trước, đa tạ tiền bối đã cứu giúp. Thể lực của phù tu không so được với kiếm tu, lúc ấy hắn cùng liên liên phản ứng lại chậm nhất nên lọt lại ở phía sau cùng, chờ đến khi sắp đến được sườn núi thì từ ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng bão cát trực tiếp ập về phía hai người. Trình Hoài An và Liên Liên lập tức khởi động kết giới chống đỡ nhưng bọn hắn đã lọt vào trung tâm của bão cát. Kết giới căn bản chống chịu không được bao lâu. Ngay khi kết giới vừa vỡ, vỡ thì hai người liền bị cuốn phăng, ngất đi. Chờ đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang quỳ dưới đất trong sơn động. Cả người bị nam nhân tóc rối này dùng dây thừng ra thú trói chặt. Sau khi bão cát tan đi thì nam nhân này liền mang theo bọn họ đến sườn núi bên này quần áo trên người nam nhân đã sớm rách mướp nên nhìn không ra được bất cứ dấu hiệu tông phái nào từ trình ngọc do dự một lát chắp tay hỏi chúng ta đi nhầm vào vực sâu vô tận mới đến nơi này xin hỏi tiền bối là người của tông phái nào có thể biết được thiên cơ môn gần phế tông thì hẳn là tiến vào đây trong vòng mấy trăm năm trở lại đây thôi nam nhân tóc hoa dâm dối xù thanh âm nghẹn ngào ta là đệ tử vạn phật tông đồ thế Ngài chính là Phật tử năm đó mất tích ở Hoang Thành Bí Cảnh sao? 200 năm trước, Phật tử của Vạn Phật Tông đến khu vực phụ cận Quy Tông Thành, tiến vào Hoang Thành Bí Cảnh, từ đây liền không ai gặp qua ông ấy nữa, ngay cả mệnh đèn cũng tắt. Vạn Phật Tông mỗi 500 năm sẽ từ nhóm nội môn đệ tử chọn ra Phật tử hoặc thánh nữ để đảm nhiệm chức vị tông chủ trong tương lai. Nhưng vẫn luôn có lời đồn rằng đồ thế không phải là người thích hợp làm Phật tử người này bộ dáng quá thô man, khác một trời một vực tới khí khái thanh tuấn thường thấy của một vị Phật tử, ngay cả tên cũng đi ngược với Phật ý phổ độ chúng sinh, và sau đó quả thật hắn chính là Phật tử có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử của vạn Phật Tông, chỉ có một năm. 200 năm, rốt cuộc cũng có người tiến vào đây. Đồ thế nhìn đám người diệp tố, còn tính có chút bản lĩnh, bất quá tới rồi thì cùng đừng nghĩ đi nữa, nơi này không thể ra được. Diệp Tố nhìn tổ quả trên đầu đồ thế, nghĩ thầm hai trăm năm tóc của hòa thượng cũng đã dài đến eo, có thể thấy được xác thật rất khó để đi ra ngoài. Đồ tiền bối, nơi đây là nơi nào? Từ Trình Ngọc hỏi. Nơi này. Ai đó? Đồ thế vừa nói được một nửa thì đột nhiên nhìn ra phía sau sườn núi hét lớn một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn theo ánh mắt của ông, vùng đất phía sau sườn núi vốn bằng phẳng này đột nhiên thay đổi bộ dáng hoang thổ dần dần vặn vẹo, từng khối bia đá phá đất trồi lên. Những tấm bia đó cao lớn san sát nhau, có tấm đứt gãy, có tấm bề mặt đã bị mài mòn không nhìn rõ được nữa. Trước tấm bia đá ở trung tâm có một cây pháp trượng nhưng đã bị người rút lên. Diệp tố nhíu mày nhìn người đang cầm pháp trượng đứng giữa rừng bia đá, tiểu sư đệ. Sắc mặt đồ thế cực kỳ khó coi, ông thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt chạy tới trước mặt du phục thời, nâng tay định đánh xuống. Tiền bối hạ thủ lưu tình. Diệp Tố lập tức dán một tờ tật tốc phù lên người đuổi theo đồ thế, che chở trước mặt du phục thời, khởi động ra phi kính giáp, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Phi kính giáp không đỡ được công kích của tu sĩ hợp thể kỳ nhưng ít nhất có thể kéo dài được chút thời gian. Đồ thế nhíu mày ngừng tay, đánh giá du phúc thời, vậy mà có thể phá được pháp trận của ta, ngươi là người phương nào? dù phục thời xoay xoay pháp trượng trong tay căn bản không nghe đồ thế hỏi chuyện mà ngược lại chọc chọc vào eo diệp tố đang đứng chắn ở phía trước đói bụng diệp tố đồ thế bị tốc độ của diệp tố làm cho kinh sợ thấy nàng xé một lá phù từ trên lưng xuống mới hiểu được vì sao một tu sĩ kim đan kỳ có thể đuổi kịp mình tiểu sư đệ đó của thiên cơ môn thoạt nhìn còn giống phật tử hơn đồ thế tiền bối nữa liên liên nhìn ba người ở đằng xa có chút đáng tiếc nói, nhưng mà hắn ngày thường lại cứ một bộ đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Chu Vân nghe vậy có chút đắc ý, đó là cô chưa thấy qua một tiểu sư đệ khác của thiên cơ môn đó, dáng người đĩnh bạt như tùng, tĩnh như cô Nguyệt, lục trầm hàn còn không đẹp bằng một góc của hắn đâu. Hồ môn loạn ngữ, liên liên không tin, diện mạo, khí độ cùng tu sáu của lục trầm hàn chính là xuất sắc nhất trong thế hệ tu sĩ trẻ tuổi hiện nay không tin thì thôi chu vân vui vẻ nói hắn đang học kiếm ở ngô kiếm phái về sau cũng chính là sư đệ của ta liên liên do dự thật là còn đẹp hơn cả lục trầm hàn sao thật không phân cao thấp với du công tử đó chu vân nói bọn họ ngày thường khi nói chuyện sẽ gọi đạo hữu hoặc gọi thẳng tên nhưng sư huynh không biết vì sao cứ luôn gọi du phục thời là du công tử nên chu vân cùng mã tòng thu cũng học theo sưng hô như vậy Bên này, trong mắt đồ thế hiện lên sát ý, thanh âm khàn khàn nói, pháp trượng, trả đây. Diệp Tố nghiêng người cầm lấy pháp trượng từ tay Du phục thời, vừa cầm trong tay thì không khỏi nhướng mày, phong cách luyện chế này cực kỳ giống với phong cách của trưởng môn sư phụ, nhưng Trương Phong Phong cũng chỉ mới hơn 200 năm tuổi, mà Phật tử bị kẹt ở trong này cũng đã hơn 200 năm. Tiểu sư đệ của ta chỉ là cảm thấy điều khắc tên pháp trượng này có chút quen mắt giống như là phong cách của sư tổ diệp tố đưa pháp trượng trả lại cho đồ thế nói đồ thế nhíu mày sư tổ trưởng môn hiện tại của thiên cơ môn là ai trương phong phong diệp tố nói không biết phật tử có biết không là hắn à ta nhớ năm đó hắn chỉ mới cao đến đầu gối của ta đồ thế như lâm vào hồi ức ngữ khí ôn hòa xuống pháp trượng này đúng là do sư tổ của các ngươi luyện chế cho ta sau khi được ông giải thích mọi người mới biết được nguyên lai là phật tử sau khi được chọn thì phải đến phật tháp để tuyển tứ lăng đài sen pháp trượng lúc ấy trong phật tháp không có pháp trượng nào thích hợp với đồ thế trong vạn phật tông có người vin vào cớ này mà ý kiến cho rằng ông không thể đảm đương được phật tử muốn thu hồi lại phật châu mãi cho đến khi đồ thế tìm đến thiên cơ môn sư phụ của trương phong phong giúp ông luyện chế ra một thanh pháp trượng nên cuối cùng giữ lại được danh hiệu phật tử 200 năm, Vạn Phật Tông hiện giờ có Phật tử hay thánh nữ không?" Đồ Thế hỏi. Diệp Tố không rõ lắm sự tình của các đại tông môn nên nhìn sang những người khác, cuối cùng Từ Trình Ngọc bước lên trước một bước nói, "Vạn Phật Tông hơn 100 năm trước có tuyển ra được một thánh nữ, nhưng sau đó đã chết, từ đó đến nay đã 20 năm thế nhưng vẫn chưa tuyển ra tân Phật tử hoặc thánh nữ." 20 năm, trong mắt của tu sĩ không tính là quá dài tiền bối, do vạn Phật Tông thấy mệnh đèn của Ngài đã tắt nên cho rằng Ngài đã gặp phải bất chắc, nên sau đó đã tuyển ra Phật tử và Thánh nữ mới để tiếp nhận chức vụ. Chu Vân nói, chờ sau khi Ngài rời khỏi đây nhất định sẽ có thể tiếp tục làm Phật tử. Đồ thế lắc đầu, giới này không ra được, mỗi tháng vào ngày cuối cùng của tháng sẽ nổi lên bão cát đen. 200 năm qua ta đã thử qua vô số lần nhưng mãi vẫn không tìm được lối ra. Khi lọt vào vô tận vực sâu, nếu không phát hiện ra thông đạo nối đến giới thì sẽ bị đói chết hoặc là bị yêu thú ăn phát hiện ra thông đạo vào được đây thì lại mãi mãi về sau sẽ bị nhốt ở nơi này đồ thế nét mặt trào phúng vô luận là đi như thế nào thì đây đều là một cái tử lộ đây là cái gì diệp tố đột nhiên chỉ tay vào mấy tấm bia đá hỏi không biết hẳn là trung tâm của giới đồ thế nói năm đó khi ông phát hiện ra vực sâu vô tận liên tiếp với giới Ông đã dùng pháp trận để mở ra thông đạo, rơi vào nơi này, vừa lúc đụng phải bão cát đen nên kim đan vỡ nát, vì thế nên dẫn đến mệnh đèn của đồ thế trong Phật tháp bị tắt. Cũng may đồ thế tìm được đường sống trong chỗ chết, không ngờ có thể ở chỗ này một lần nữa kết đan thành công, mất 200 năm thời gian để tu luyện lên hợp thể kỳ. Mỗi lần bão cát đen xuất hiện sẽ gây ra tổn hại cho bia đá, đồ thế nói, lúc đầu ta không để ý, nhưng sau 100 năm qua đi, các tấm bia đá không ngừng nứt gãy, linh khí không biết vì sao cũng dần khô cạn, thế nên ta mới thiết lập một trận pháp, miễn cưỡng giữ lại một chút linh khí. Trong giới một khi không còn linh khí chống đỡ nữa thì vạn vật bên trong sẽ biến mất cùng với giới. Mọi người trầm mặc, từ sau khi bọn họ tiến vào hoang thành thì chưa gặp được chuyện nào tốt cả. Trình Hoài An và Liên Liên đi về phía rừng bia đá, muốn nhìn nội dung trên bia đá có gì những người khác thấy thế cũng tản ra xung quanh xem xét những thứ này nhìn giống như là phù văn liên liên nói đồ thế lập tức đi qua muốn biết nàng phát hiện ra được cái gì tầm mắt diệp tố đảo qua rừng bia đá một vòng cảm thấy rất quen mắt không chỉ riêng những tấm bia mà còn cả hình bóng tiểu sư đệ đứng trước mấy tấm bia đều quen thuộc dị thường tựa hồ đã gặp qua ở đâu lần đầu tiên nàng thấy một rừng bia đá là ở tiểu bí cảnh đầu tiên mà nàng và các sư đệ sư muội tiến vào còn du phục thời thì tiểu sư đệ xoay người ra sau đi diệp tố nói với du phục thời du phục thời tay cầm tích cốc đan ngước mắt lên nhìn phàm nhân đứng ở đối diện sau đó lại rũ mắt xuống đếm số tích cốc đan trong lòng bàn tay ra vẻ mình không có nghe thấy gì hết diệp tố thấy thế thì thở dài một hơi bước tới đặt hai tay lên vai hắn dừng sức vặn người hắn quay ra đằng sau nếu đổi thành một thân hắc y thì còn không phải chính là bóng dáng nàng đã thấy trong bí cảnh lần trước đó sao nàng xoay du phục thời lại tiếu sư đệ có phải đệ đã từng ném đá làm ta ngất xỉu không không nghe thấy du phục thời vẫn tiếp tục cúi đầu đếm tích cốc đan số này vừa đếm rồi diệp tố liếc nhìn lòng bàn tay của hắn nói Du phục thời đưa ra một ngón tay, gạt một mớ tích cốc đan sang một bên sau đó tiếp tục đếm số còn lại. Cho nên đệ là yêu thú của bí cảnh đó. Diệp Tố vừa suy tư vừa hỏi, vô cực đan cũng là do đệ bỏ vào túi cản khôn của ta. Ném đồ vật vào túi cản khôn của nàng, mà thứ ném vào còn là đan dược quý hiếm. Người có thể làm ra chuyện này trước mắt chỉ có duy nhất tiểu sư đệ mà thôi. Dù phục thời rốt cuộc nói hai chữ, không phải. Được, không phải. Diệp tố nhướng mày, tỏ vẻ hắn nói gì nàng cũng tin. Bất quá nếu vô cực đan vốn nằm trong tay du phục thời thì không lẽ trong nguyên tắc Ninh Thiển Giao đã gặp qua hắn. Khi hai người đứng cùng nhau đều im lặng không nói gì thì ở phía trước lại một lần nữa náo nhiệt lên. Đây hẳn là một loại phù văn. Trình Hoài An nhìn kỹ một khối bia đá bã bị đứt gãy, xác nhận, cùng loại với phù văn trên sách cổ bí tông của ngũ hành tông. Ngươi biết đây là phù văn gì sao?" Thanh âm của Đồ Thế đã rõ ràng hơn một chút, không còn khàn khàn như lúc đầu nữa. Trình Hoài An lắc đầu, quyển sách cổ đó là cấm điển của Ngũ Hành Tông, ta chỉ thấy qua bìa sách khi vệ sinh thư tịch mà thôi. Diệp Tố đã đi tới, nàng nhìn đồ án trên tấm bia gãy, một lát sau quỳ một chân xuống đất, vươn ra một ngón tay vẽ liền mấy bút lên những chỗ đã bị mờ của bia đá, nửa phần trên của đồ án có thể vẽ như thế này ngón tay của nàng chuyển động rất mau, đám người từ Trình Ngọc xem xong còn chưa kịp phản ứng lại nhưng Trình Hoài An cùng liên liên cơ hồ đã lập tức nhớ kỹ. Sao cô biết được thứ này? Liên liên kinh ngạc hỏi, mấy nét bút diệp tố bổ sung vừa rồi, nàng tùy rằng không biết đây là phù chú gì nhưng tuyệt đối là một phù văn hoàn chỉnh với phù văn trên bia đá. Lúc trước trong một tiểu bí cảnh ta đã thấy qua bia đá giống với ở đây, đồ văn ở đó còn khá hoàn chỉnh. Diệp Tố đứng dậy nhìn một tấm bia đá khác, dừng một chút nói, có lẽ có thể thử bổ sung lại những phù văn bị khuyết trên những tấm bia đá này. Chương 60 Hàn Tinh buồn. Người còn am hiểu phù chú? Đồ Thế Nghi hoặc nhìn mấy chữ to trên đạo bào của Diệp Tố, chẳng lẽ 200 năm qua đi, thiên cơ môn thay đổi nghiệp vụ. Năm đó ông thấy tên Trương Phong phong tuổi còn nhỏ đã không đứng đắn hiện giờ lên làm trưởng môn khẳng định là càng vô pháp vô thiên rồi. Diệp Tố thuận miệng đáp, tự học qua một chút mà thôi. Liên liên cùng Trình Hoài An. Đây là tự học qua một chút. Bọn họ đã học hơn 20 năm còn chưa hiểu được phù văn trên mấy tấm bia đá này. Diệp Tố nhìn tấm bia cụt, nó ước chừng cao 7 thước, hiện tại chỉ còn lại khoảng 1 phần 3. Nàng khom lưng sờ sờ vết đứt gãy của tấm bia, chất liệu này quá đặc thù, Nàng chưa từng gặp qua, ngay cả trong sách cũng chưa từng thấy có miêu tả. Làm sao vậy? Đồ Thế hỏi. Cần phải ghép lại những tấm bia bị đứt gãy, ta định thử xem có thể nối chúng lại với nhau hay không. Diệp Tố chỉ những đoạn bia đá bị bị gãy nằm la liệt trên mặt đất. Trong tay nàng có vài loại đất dính, nhưng vì tài chất đặc biệt của tấm bia nên nàng không biết có thể dùng loại nào, chỉ đành thử từng loại một. Diệp Tố lấy tất cả đất dính mà nàng có ra khỏi túi cản khôn. Mỗi loại đều thử qua nhưng không một loại nào có tác dụng. Hơn. Diệp Tố lấy một ít già lam bùn cỡ móng tay bôi thử lên bia đá. Đây là lúc trước nàng đã chi một tuyệt bút linh thạch để mua từ chỗ hoàng nhị tiền. Chuẩn bị làm lễ vật tặng cho Minh Lưu Sa vào dịp lễ thành niên của hắn. Bùn này là tài liệu tốt nhất để chữa trị tiểu pháp khí. Cơ hồ có thể dính được bất luận tài liệu pháp khí nào, thế mà không ngờ tới đối với tấm bia đá này lại không có tác dụng. Diệp Tố ngồi xổm trước bia đá gãy có chút sững sờ, đây là đá gì vậy chứ, ngay cả già lam bùn cũng không chữa trị được. Du Phục thời nãy giờ cũng đang ngồi xổm ngơ ngẩn bên cạnh nàng, đột nhiên lúc này hắn lại lấy vạt áo của Diệp Tố lau lau tay. Loại sự tình này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần nên Diệp Tố cũng không thèm để ý, tùy ý hắn dùng vạt áo của mình như khăn lau. Thế nào? Từ Trình Ngọc hỏi. Đất dính không? Diệp Tố đứng lên, đang muốn thuận tay thi triển thanh khiết thuật với vạt áo của mình thì vừa cúi đầu cả người đã tê dần. Trên vạt áo của nàng dính mấy cái dấu tay bùn trắng ngà thật dày. Mấu chốt không phải ở đây mà mấu chốt là bùn này thoạt nhìn quá quen mắt. Trên bách bảo bút ký mà luyện khí sư nào cũng thuộc nằm lòng, loại bùn này đứng ở vị trí thứ ba, hàn tinh bùn kết tinh dưới lòng hàn thổ vạn năm, màu trắng ngà, khí thanh vị hàn, chạm vào sẽ có chút nóng, lượng ít hiệu quả cao, một giọt là đã có thể chữa trị vạn vật, tương truyền vào trước thời kỳ thần vẫn, hàn tinh bùn là đất dính chuyên được dùng để chữa trị thần khí. Diệp tố sách vạt áo lên liền ngửi thấy một cổ thanh hàn vị, nàng vươn ra một ngón tay nhẹ nhàng vê một góc bùn thì quả nhiên ngón tay bắt đầu nóng lên. Đất dính làm sao vậy? Từ Trình Ngọc mãi không thấy Diệp Tố nói tiếp nửa câu sau nên tiếp tục hỏi. Đất dính không có vấn đề. Diệp Tố ngẩng đầu dường như không có gì khác thường nói, phiền toái mọi người đi thu thập những đoạn bia gãy, đặt chúng ở cạnh chân bia. Tất cả mọi người ở đây đều không phải là luyện khí sư, không hiểu nhiều lắm về đất dính, đặc biệt là ngô kiếm phái cùng lữ cửu, bốn người ngày đã sớm có kiến thức về hành sáu của du phục thời nên cho rằng Diệp Tố đang để ý đến dấu tay trên vạt áo nên chủ động xoay người đi tìm các đoạn bia bị gãy. Mã Tổng Thu còn bớt thời giờ giải thích với đồ thế cùng hai người ngũ hành tông. Diệp Tố quay đầu nhìn du phục thời lúc này đã đứng lên, đây là hàn tinh bùn, để. Lần sau đừng có lãng phí như vậy, Tuy rằng sớm biết hắn phu hào đến vô nhân tính nhưng vẫn không có cách nào tiếp thu trình độ phá của của tên này. Dù phục thời không nói gì, hắn nghe không hiểu, cũng không nghe thấy phàm nhân này nói gì. Vừa rồi hắn thấy Diệp Tố lấy ra một đống bùn, trong nháy mắt đó không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới không gian của bản thân. Tâm thần vừa động thì trong tay liền nhiều ra thêm một đống bùn trắng. Chờ du phục thời phản ứng lại thì không gian đã không thể vào được nữa, Hắn lại không thích cảm giác nhớp nháp của đống bùn trắng trong tay, hắn bóp bóp tay vài lần, khiến cho bùn dính đầy cả bàn tay, sau đó lau vào vạt áo Diệp Tố. Dù sao phàm nhân này sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà thôi. Tay, Diệp Tố bắt hắn rũi tay lại đây. Dù phục thời không nghe theo, thậm chí còn nghiêng người ý muốn đưa lưng về phía nàng. Không phải muốn lấy lại vụ sát hoa. Diệp Tố dừng một chút nói, chỉ là muốn lau khô bùn trên tay đệ thôi. Dù phục thời vừa nghe vậy thì lập tức xoay người lại đưa bàn tay đến trước mặt Diệp Tố, để phàm nhân này lau tay cho mình. Diệp Tố Nàng xé xuống vạt áo có dính hàn tinh bùn, đặt sang một bên, lúc này mới nắm lấy tay của tiểu sư đệ, cúi đầu dùng khăn tay trà lau sạch sẽ từng ngón tay, từng kẽ ngón tay của hắn, ngay cả kẽ móng tay cũng đều lau qua một lần dù phục thời không chút ngại ngùng tùy ý cho nàng lau ngón tay mở ra trong lúc nhất thời không biết là hàn tình bùn trắng hơn hay là tay hắn trắng hơn ở đây còn có này tiểu sư đệ đúng lý hợp tình giật giật ngón áp út ý bảo chỗ này còn dính một chút bùn trắng sau khi trở về đệ phải học thuộc bách bảo bút ký đi đỡ phải xem chân bảo như cỏ dại như vậy diệp tố ngước mắt nhìn hắn dù phục thời đừng giả bộ không nghe thấy người không hỏi ta bùn từ từ đâu ra du phục thời bỗng nhiên nói là hàn tinh bùn diệp tố sửa đúng lời hắn sau đó nói đệ muốn nói thì nói không muốn nói thì ta cũng không hỏi không nói được rồi vậy hàn tinh bùn ta cứ lấy dùng trước diệp tố thật cẩn thận gom lại tất cả hàn tinh bùn sau đó triệu hồi ra linh hòa đun nóng và hòa tan bùn ra chỉ có quá trình này thôi cũng đã hao phí mất mười mấy canh giờ, hoàn toàn bất đồng với những loại đất dính trước đó. Bất quá còn tính là may mắn đất dính có tính chất mềm ấm, linh hỏa của Kim Đan Kỳ tuy mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng vẫn có thể luyện hóa được hết. Tuy nhiên ở đây linh khí loãng, Diệp Tố phải dùng mất hai khối thượng phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi luyện hóa hết tất cả hàn tinh bùn, Diệp Tố cất nó vào một cái hộp trong lúc đó, những người khác cũng đã tìm lại được hết toàn bộ những đoạn bia đối ứng với gốc bia, trong đó có mấy khối bia ngay cả gốc bia cũng bị gió bão quật ngã xuống nên mọi người phải người dành ra một chút thời gian mới có thể dựng chúng lại được. Diệp Tố lấy vài giọt hàn tinh bùn ra khỏi hộp, không ngừng bôi vào chỗ đứt gãy của bia đá cho đến khi chúng biến thành màu sắc trong suốt. Sau khi bôi bùn xong, nàng nhìn về phía những người khác, chúng ta phải đem đoạn bia gãy dính lên Đồ thế nghe vậy thì lập tức khom lưng, hai tay dùng sức, trực tiếp nâng lên khối bia gãy, nhẹ nhàng nhảy một cái, áp đoạn bia xuống chỗ bị gãy đã được bôi bùn. Ông đứng trên đỉnh bia hỏi vọng xuống, làm thế này đúng không? Từ trình ngọc chủ động ngự kiếm mang Diệp Tố đến chỗ đứt gãy của tấm bia xem xét. Tốt rồi, Diệp Tố lau đi những giọt hàn tinh bùn thừa, sau đó tiếp tục chữa trị những tấm bia đá khác. Năm ngày sau cô ấy thật sự không cần nghỉ ngơi sao? Trình Hoài An nhìn Diệp Tố vẫn đang không ngừng chữa trị các tấm bia đá, không cách nào hiểu được. Tu sĩ có thể không cần ngủ trong một đoạn thời gian rất dài nhưng cũng cần phải đà tọa nghỉ ngơi, tựa như bọn họ ở chỗ này đã thay phiên nghỉ ngơi ba lần. Diệp Đạo Hữu một khi nổi lên hứng thú là sẽ như vậy. Trong nhóm người, Lữ Cửu là người quen biết Diệp Tố lâu nhất, xem như có chút hiểu biết về nàng chỉ còn lại vài tấm bia đá từ trình ngọc nói nàng hẳn là muốn một hơi chữa trị hết toàn bộ chúng nó đồ thế nắm pháp trượng nhìn về phía diệp tố rốt cuộc không hổ là đệ tử thiên cơ môn muốn dùng hàn tinh bùn sau khi được luyện hóa kết dính hai khối bia lại với nhau thì còn cần luyện khí sư dùng linh lực giàn trải đều bùn ra các vết nứt diệp tố làm việc này cực kỳ có kiên nhẫn chẳng qua không thể tránh khỏi tiêu hao linh lực quá mức thức hải trong linh phủ của nàng lại bắt đầu quay cuồng sôi trào, chẳng qua lần này ẩn ẩn mang theo ý vị nôn nóng. Diệp Tố lui về sau một bước, có chút mỏi mệt nói, toàn bộ bia đá đã được chữa trị tốt. Nàng nhìn tấm bia đá cuối cùng đã được chữa trị xong sau đó nhìn vào trong hộp trên tay, vẫn còn thừa một lớp hàn tinh bùn mỏng. Mọi người nhìn quanh rừng bia đá, tức khắc phát hiện ra linh khí rất loãng vốn phiêu đãng rất nhanh trong không trung đã dần dần bắt đầu di chuyển chậm lại. Tốc độ biến mất của linh khí đã giảm bớt. Đồ thế là người cảm nhận được trước hết, tu sáu của ông cao nhất, lại cũng quen thuộc nơi này nhất. Cô đi nghỉ ngơi một chút đi. Từ Trình Ngọc nói, nơi này có chúng ta thủ hộ. Được, Diệp Tố cũng không cự tuyệt, tìm một khối đất trống, sau đó ngồi xuống nhập định nghỉ ngơi. Đồ thế đứng trước tấm bia đá ở giữa, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, không đúng. Ông như phát điên chạy vòng quanh những tấm bia đá đã được chữa trị tốt, chạy vài vòng rốt cuộc ông cũng dừng lại, quỳ hai gối xuống đất viết viết vẽ vẽ gì đó, sau khi vẽ ra tất cả vị trí của các tấm bia đá thì hiện ra một pháp trận. Ha 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 ha. Đồ thế cười to nhưng lệ nóng lại đảo quanh hốc mắt, pháp trận thế mà lại là pháp trận. Mấy người từ Trình Ngọc nhíu mày nhìn về phía Phật tử, trong lòng nổi lên nghi ngờ. 200 năm, suốt 200 năm, đồ thế gắt gao nắm lấy pháp trượng, ta vậy mà không phát hiện ra nơi này là pháp trận. Phù tu và pháp tu tuy rằng không phải một mạch nhưng vẫn có chỗ tương thông, Trình Hoài An có thể hiểu được một chút suy nghĩ của đồ thế, những tấm bia đá này thế nhưng lại là một đại hình pháp trận mà thân là pháp tu như ông đã ngây người ở đây 200 năm lại không phát hiện ra, cho dù lai like ai cũng khó lòng mà tiếp thu được sự thật. Đồ thế quỷ trên mặt đất, đột nhiên phun ra mấy khẩu huyết, dọa đám tiểu bối nhảy dựng. Tiền bối, Chu Vân lập tức tiến lên, muốn đỡ lấy ông, hỏi, ngài không sao chứ? Đồ thế phất tay, tự mình đứng lên, ta không sao, pháp trận này lực lượng cường đại, Ta chỉ là ghi nhớ trận pháp đồ nên mới tổn thương tâm thần. Nếu là pháp trận thì nhất định sẽ có mắt trận." Liên Liên tiến lên nói, "Tiền bối có cách nào để phá trận hay không?" Đồ Thế cố gắng ổn định linh phủ, lắc đầu nói, "Chưa cần nói đến chuyện không biết ta có thể tìm được mắt trận hay không, nhưng trận này không thể phá." "Vì sao?" Liên Liên hỏi. "Trận này cuồn cuộn khổng lồ, không phải là loại người thường có thể thiết lập ra." Đồ Thế nói, chấn khóa ở trung tâm, cửa sinh tử của trận tất cả đều đã bị chặt đứt, pháp trận này đang chấn áp thứ gì đó. Tu chân giới đã từng có vô số đại năng, thậm chí vào trước thần vẫn kỳ còn có các thần giáng thế, khắp nơi sẽ luôn có vài địa phương được dùng để chấn áp tà vật hoặc yêu thú. Đồ Thế nhìn trận pháp này thì biết vật bị chấn áp phía dưới nhất định không phải tầm thường linh khí trong giới bị tiêu tán vô cùng có khả năng là vì trận pháp bị hao tổn ông nói chúng ta không phá trận mà ngược lại phải tu bổ nó không ai có dị nghị gì khác hai chúng ta tuy là phù tu nhưng chưa từng thấy qua những phù văn này cần phải học một đoạn thời gian trình hoài an nói không bằng trước chờ diệp đạo hữu nghỉ ngơi xong lại tính toán phải làm thế nào các ngươi cứ ở đây chờ đồ thế chống pháp trượng xuống đất một cái thật mạnh, trên bia đá nhất định không chỉ có phù văn, pháp trận khổng lồ như thế tất nhiên sẽ còn có những tiểu pháp trận khác liên kết với nhau, ta sẽ xem xét trước. Đồ thế chọn đoạn trung gian của pháp trận để bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Mỗi tay của Diệp Tố nắm một khối thượng phẩm linh thạch do Mã Tổng Thu đưa qua, sau đó nhắm mắt nhập định xem linh phủ của bản thân, ánh sáng của thức hải ảm đạm, nàng không ngừng tới gần mặt biển. Sau đó, cứ vậy trầm mình xuống dưới. Trong nháy mắt Thức Hải liền vây lấy nàng, vô số ký ức trôi qua. Diệp Tố Ngưng thần nhìn ký ức trôi qua bên người, chờ đến khi nhìn thấy ký ức mà bản thân muốn xem liền lập tức nhấn mở. Là rừng bia đá trong tiểu bí cảnh đầu tiên mà cùng các sư đệ sư muội tiến vào. Kỳ quái, ở đây cũng có vài tấm bia đá bị tổn hại, có vết nứt dài nhưng không có một cái nào đứt gãy tất cả bia đã vẫn toàn thây. Dư quang của Diệp Tố nhìn thấy cái gì đó, đó là Thức Hải chỉ có thể tái hiện lại những thứ nàng đã từng gặp qua, Diệp Tố muốn nhìn kỹ hơn cũng không được. Nhưng trạng thái của đồ vật đó thì mấy ngày nay nàng đã quá quen thuộc, là hàn tinh bùn đang được dính vào chỗ bị tổn hại của bia đá. Trong phút chốc, Diệp Tố liền nhớ tới Du Phục thời. Chương 61 Phù Văn Tương Thông. Trong rừng bia đá ở tiểu bí cảnh lần trước du phục thời từng xuất hiện qua, lần này lại đột nhiên chủ động chạy đi phá pháp trận của đồ thế tiền bối thiết lập chỗ những tấm bia đá. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy tiểu sư đệ cùng bia đá có một mối liên hệ nào đó. Còn có hàn tinh bùn. Trên bia đá ở tiểu bí cảnh lúc trước tựa hồ có dấu vết của hàn tinh bùn, nhưng lúc ấy Diệp Tố bị hoa văn trên bia đá hấp dẫn nên không để ý đến những thứ khác nếu lần đó trong tiểu bí cảnh du phục thời cũng xuất hiện ở rừng bia đá vậy thì đống hàn tinh bùn dính đầy tay hắn lần này là do hắn cạo ra từ trên những bia đá ở đó sao? Diệp Tố nghĩ nghĩ về phong cách hành sự thường ngày của tiểu sư đệ, theo bản năng loại trừ khả năng này, hắn quá lười. Thân phận của tiểu sư đệ vẫn là một ẩn số, lại ngẫu nhiên ném ra những tài liệu cực kỳ quý hiếm, cũng không biết rốt cuộc thân phận của hắn là gì. Diệp Tố cũng không định hỏi nhiều, dù sao hỏi trái hỏi phải thì vẫn là câu trả lời đó ta không nhớ, hoặc đơn giản hắn sẽ làm bộ không nghe thấy, cho nàng ăn canh bơ. Cô tỉnh rồi, từ Trình Ngọc đi tới, đồ tiền bối đang nghiên cứu pháp trận, còn bọn Trình Hoài An thì đang xem xét phù văn. Pháp trận Đồ tiền bối nói toàn bộ rừng bia đá là một đại hình pháp trận, lúc trước có quá nhiều tấm bia bị gãy làm mất đi trận hình nên ông ấy không phát hiện ra. Chu Vân đứng ở bên cạnh giải thích. Đồ thế tiền bối khi tiến vào đây chỉ có một người, kim đan lại bị vỡ nát, cận kề sinh tử, 200 năm qua ông vừa cố gắng sinh tồn vừa một lần nữa tu luyện tại vùng đất hoang vu rộng lớn này vật lộn với đủ loại yêu thú, trải qua cuộc sống ăn tươi nuốt sống. Mãi đến mấy năm gần đây khi linh khí từ từ thưa thớt, yêu thú cũng dần dần biến mất, ông mới một lần nữa chú ý đến các bia đá cũng lúc này mới phát hiện ra vấn đề từ đó thiết lập pháp trận bảo vệ số bia đá còn lại. Vì nhiều nguyên nhân thế này nên hơn 200 năm trôi qua ông không nhận ra được rừng bia đá này là một pháp trận khổng lồ. Dù phục thời ngồi dựa lưng vào tấm bia đá cao nhất ở chính giữa, nhìn dáng vẻ có lẽ là lại ngủ rồi. Ta qua đó xem thử. Diệp Tố đi đến khu vực trung tâm của rừng bia đá. Người dẫm lên quần áo của ta rồi. Diệp Tố vừa mới đến gần Du Phục thời liền mở to mắt, ngửa đầu nhìn phàm nhân đang đứng bên cạnh, rất không cao hứng nói. Diệp Tố nghe vậy lập tức nhấc chân, cúi đầu nhìn lại thì thấy giày còn chưa chạm vào góc áo của hắn nữa, bất quá nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, "Xin lỗi." Đôi mắt của tiểu sư đệ sắc thật là rất đẹp, đồng tử đen láy, có đôi khi thậm chí sẽ ẩn ẩn ánh lên sắc tím tựa như bảo ngọc lộng lẫy, lộ ra nét thanh quý xa hoa lúc này du phục thời đang ngồi dựa lưng vào tấm bia đá đột nhiên vươn một bàn tay ra với diệp tố diệp tố vẫn đang nhìn đôi mắt của tiểu sư đệ đến xuất thần nên không có bất luận phản ứng gì phàm nhân này thật là một chút cũng không thông minh gì hết du phục thời nhíu mày cua cua tay trước mặt diệp tố tầm mắt diệp tố rời lên tay hắn do dự một lát mới nắm lấy tay tiểu sư đệ kéo hắn lên du phục thời thuận thế đứng dậy quyết định cố gắng mà tha thứ cho nàng. Sao lại ngồi ở đây? Diệp Tố hỏi, tiểu sư đệ từ trước đến nay không thích những nơi không sạch sẽ. Ngày thường ra ngoài nếu phải ngồi lên ghế cũng đều là lấy vạt áo của nàng lót lên rồi mới ngồi. Nơi này lạnh, dù phục thời lười nhác nói. Diệp Tố nhướng mày, vậy ra đó không phải là ảo giác của nàng. Lúc trước khi chữa trị các tấm bia gãy, nàng cảm giác khối bia cao nhất ở trung tâm này như có như không tỏa ra hàn khí diệp tố kéo hắn đứng sang bên cạnh rồi mới buông tay nàng ngửa đầu nhìn tấm bia đá khối bia đá này vẫn chưa đứt gãy chỉ là hoa văn trên bia cũng đã bị gió cát mài mòn nghiêm trọng cơ hồ thấy không rõ nội dung bên trên diệp tố tiến đến gần tấm bia đá giơ tay chạm vào một chỗ trên đó hình như là tàn vết của chữ viết trên bia đá trong tiểu bí cảnh lần trước cũng có một hàng chữ nhưng đó hình như là cổ tự nên nàng đọc không ra. Lần đó sau khi khỏi tiểu bí cảnh nàng vốn dĩ muốn tra cứu hàng cổ tự đó nhưng hiện giờ thư tịch diễn giải cổ tự không còn nhiều, Thiên Cơ môn cũng không còn là một đại môn phái, mạng lưới quan hệ đã đứt gãy từ lâu nên nàng căn bản không có cách nào để tra cứu được. Việc đó đành gác lại. Có nhìn ra được manh mối gì không?" Từ Trình Ngọc đi tới hỏi. Diệp Tố nói qua về vấn đề cổ tự với bọn hắn, sau đó nàng lấy ra giấy bút muốn viết những cổ tự đó ra để bọn hắn nhìn thử xem. Những chữ đó nàng nhớ rõ ràng rành mạch nhưng không có cách nào có thể viết xuống được, phảng phất như có một cổ lực lượng đang áp chế. Sao vậy? Chu Vân thấy nàng chậm chạp không hạ bút liền hỏi. Cảm giác như những cổ tự này bị một lực lượng khổng lồ bao lấy, nếu cảnh giới của người viết quá thấp thì không thể đột phá được vòng vây để viết ra quá phức tạp ta quên mất rồi. Diệp Tố tìm một cái cơ nói. Cổ tự thật sự rất khó nhớ. Từ Trình Ngọc nói, ta đã từng gặp qua một quyển cổ thư, tựa của nó thôi mà đến nay ta cũng không nhớ được. Việc này tạm thời gác sang một bên, Diệp Tố ngửa đầu tiếp tục quan sát tấm bia đá, nàng chỉ có thể xem hiểu được hướng đi của phù văn. Để ta thử xem có thể tu bổ được phù văn này hay không. Diệp Tố thuận tay lấy một cây bút ra từ túi càn khôn, nhìn thấy bút thì dừng lại một chút, cuối cùng quyết định bỏ nó lại đổi thành bút thanh ngọc nạm vàng mà liên liên đã cho. Pháp trận của rừng bia đá này khổng lồ như thế, phù chú phức tạp cao thâm, bút bình thường sợ không chịu nổi. Cô cứ cầm trước linh thạch để phòng ngừa. Từ trình ngọc bảo mã tổng thu đưa qua một ít thượng phẩm linh thạch, đừng để linh lực bị khô kiệt thời khắc mấu chốt phải đồng tâm hiệp lực, không thể tiết kiệm linh thạch. Đa tạ, Diệp Tố nhận lấy linh thạch rồi ngự kiếm đến chỗ cao nhất của tấm bia đá, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh rừng bia, sau đó nhắm mắt lại. Lấy khối bia đá ở chính giữa này làm tâm, mô phỏng của tất cả các bia đá ầm ầm dựng thẳng lên ở phía trên thức hải của Diệp Tố, tất cả những bia đá nàng từng thấy qua, mỗi một hoa văn, một vết nứt nàng từng chạm qua tất cả đều rõ ràng trước mắt nàng vô số tản văn trên bia đá hội tụ lại trước mắt diệp tố tâm thần của nàng vừa động thì những tản văn trong thức hải bắt đầu không ngừng bổ khuyến sửa chữa cho đến cuối cùng là thành hình không một phù tu bình thường nào sẽ làm như vậy trước chưa cần nói tới có thể nhớ hết được toàn bộ phù văn hay không chỉ riêng việc suy đoán để bổ sung hoa văn của phù chú đã là một việc cực kỳ phức tạp nhưng tâm thần của Diệp Tố chuyển động quá nhanh, vừa suy đoán hoa văn vừa nhớ lại hoa văn đã gặp qua trong tiểu bí cảnh lúc trước, kết hợp chúng lại vẽ ra hoa văn bổ khuyết, thế nên chỉ qua hơn 3 canh giờ đã có thể phục hồi lại tất cả hoa văn của tất cả các tấm bia đá. Trong lúc này thức hải không ngừng sôi trào, quay cuồng, cơ hồ muốn đánh lên sóng lớn, linh phủ lung lay sắp đổ, cũng may có thượng phẩm linh thạch cung cấp linh lực mới giúp nàng miễn cưỡng chống đỡ khi hoa văn trên tấm bia đá trung tâm được hoàn thành thì có một ý niệm lóe lên trong đầu nàng quả nhiên vạn vật tương thông phù văn không phân biệt linh thạch bị dùng hết linh lực cũng cạn kiệt diệp tố trực tiếp ngã xuống từ trên kiếm diệp tố rơi thẳng xuống từ độ cao hơn ba trượng trong khoảnh khắc nàng rơi xuống dù phục thời đang dựa vào bệ đá ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên mở mắt ra đồng tử ẩn ẩn hiện lên ánh tím hắn dịch chuyển chỉ trong chớp mắt đến bên người Diệp Tố, ôm lấy eo nàng, thậm chí còn phân tâm một chút nghĩ xem có nên tiếp kiếm của nàng hay không. Cuối cùng dù phục thời quyết định không tiếp, tùy ý để thanh kiếm rách rơi len canh trên mặt đất. Mọi việc diễn ra rất nhanh, hắn ôm người đáp xuống bề mặt hoang thổ. Diệp Tố tiêu hao một lượng lớn thần thức, linh lực cũng hao hết nên đã hôn mê bất tỉnh. Dù phục thời do dự một hồi, sửa lại thành nắm cổ áo nàng, để Diệp Tố đứng dựa vào bia đá. Khi nhóm người từ Trình Ngọc quay lại thì từ xa liền nhìn thấy cảnh tượng hai người đứng dựa vào tấm bia đá. Nàng ấy ngủ rồi, liên liên ôm cánh tay, xem xét hỏi. Dù phục thời không để ý tới nàng, mà nhìn Mã Tổng Thu đang đứng ở phía sau, vươn tay, linh thạch. Mã Tổng Thu sững sốt, cũng không kịp tự hỏi, theo bản năng liền đưa túi linh thạch qua. Dù phục thời lấy ra một nắm linh thạch bỏ vào trong tay Diệp Tố, hắn nắm nhẹ lấy tay nàng, giúp chuyển hóa linh thạch cho nàng hấp thu. Phạm nhân này thật quá không xứng trước đại sư tỷ, ngất xỉu ngang bỏ hắn bơ vơ một mình ở đây. Linh lực khô kiệt, đồ thế đi từ xa tới, nhìn thoáng qua Diệp Tố liền phát hiện vấn đề, mấy đứa nhỏ bây giờ cũng thật liều mạng. Linh lực khô kiệt có nguy hiểm rất lớn, sẽ khiến tu sĩ mất hết tất cả năng lực chống cự, trừ phi bất đắc dĩ ai cũng sẽ không làm đến mức như vậy. Chờ sau khi dùng xong bảy khối thượng phẩm linh thạch diệp tố mới dần dần khôi phục ý thức, nàng vừa mở mắt ra thì thấy mọi người đang tụ lại chung quanh nhìn nàng chằm chằm. Cô thấy đỡ hơn chút nào chưa? Chu Vân lên tiếng đầu tiên. Ta không sao. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn qua du phục thời, sau đó lại quay sang nhìn tấm bia đá nói, tất cả hoa văn ta đã bổ khuyết xong. Bây giờ có thể thử vẽ lên. Trình Hoài an ngẩn người, toàn bộ. Diệp Tố gật đầu, toàn bộ. Ta đã đi một vòng nghiên cứu pháp trận của rừng bia đá này rồi, nếu muốn tu bổ phù văn thì các ngươi nên bắt đầu từ mặt bắc, sau đó là đông, nam, tây, cuối cùng là bổ khuyết ở mắt trận. Đồ thế chỉ chỉ tấm bia đá ở chính giữa nói, như thế mới có thể kích phát trận pháp. Ngày hôm sau, Diệp Tố bắt đầu bổ sung chữa trị phù văn trên các bia đá từ phía mặt bắc. Nét bút thanh ngọc nạm vàng có thể biến hóa theo ý muốn của người sử dụng. Liên liên ngửa đầu nói với Diệp Tố ở phía trên, nếu cô muốn vẽ đại phù chú thì cứ xuống tay nặng một chút. Diệp Tố nghiêng người thử lực độ của bút, quả nhiên phù bút có thể vẽ được nét to y đúc trên tấm bia đá. Nàng đối diện với tâm bia đá, kiếm dưới chân tự động di chuyển theo suy nghĩ của nàng. Nàng bắt đầu vẽ phù văn đã được bổ sung trước đó từ viền của bia đá tiến dần vào trong. Việc này không hề đơn giản như trong tưởng tượng, phù văn trên bia đá là bút tích của đại năng mà nàng chỉ mới là tu sĩ kim đan kỳ, muốn nhìn quả bầu vẽ ra cái gáo cũng không phải chuyện dễ. Từng nét bút nàng đều phải dùng đến thượng phẩm linh thạch chống đỡ. Cảnh giới của nàng ấy. Trình Hoài An đứng phía dưới nhìn lên diệp tố như có điều suy tư gì đó hắn luôn cảm thấy hắn nhìn không thấu cảnh giới của nàng khi nàng vẽ phù thanh chu vân nhìn thấy tấm bia đá hiện lên một luồng ánh sáng phù văn trên bề mặt bia đá vốn dĩ mơ hồ nay lại sáng lên ánh kim sắc nhạt diệp tố hạ kiếm xuống đất tay vịn vào bệ đá mới giữ cho bản thân không đến nỗi té ngã nàng ngửa đầu nhìn tấm bia Phù văn này nguyên bản sâu đến hai thước nhưng hiện giờ nàng bất quá chỉ có thể họa một tầng mực nhạt từ phù bút mà thôi. Đây là chính là điểm khác biệt của đại năng và tu sĩ bình thường. Liên Liên và Trình Hoài An cùng nhìn về tấm bia đá, sau đó đều bị phù văn trên mặt bia hấp dẫn, thật lâu không thể cử động. Số lượng bia đá quá nhiều, một mình Diệp Tố trong vòng vài ngày không thể hoàn thành hết được, chỉ có thể vừa vẽ vừa nghỉ để bổ sung linh lực một vạn thượng phẩm linh thạch của Mã Tổng Thu đã với hơn phân nửa. Diệp Tố đã vẽ hoàn thành hai mặt Bắc, Đông, trong lúc đó Liên Liên và Trình Hoài An vẫn còn say mê xem phù văn trên bia đá, thậm chí còn mộ đạo nhiều lần. Nếu không phải linh khí ở nơi này thưa thớt thì sợ hai người này sẽ trực tiếp tiến dai, đặc biệt là Liên Liên. Sau đó Diệp Tố vẽ hết toàn bộ phù văn ra giấy đưa cho Trình Hoài An và Liên Liên, Ba người cùng hợp lực bổ khuyết xong hoa văn ở phía nam. Còn lại phía tây, đây chính là nơi có nhiều bia đá gãy đổ nhất, cơ hồ toàn bộ đều bị đứt gãy. Diệp Tố nhìn chín tấm bia đá của phía tây, tiếp tục tiến đến muốn phục hồi phù văn giống ba mặt trước đó, lại không ngờ tới Trình Hoài An cùng Liên Liên vừa nhấc bút lên liền phun ra một mồm huyết, giống như bị thương rất nặng vậy. Từ Trình Ngọc và Chu Vân vốn đang ngự kiếm chờ hai người bọn họ thấy vậy thì theo bản năng giữ chặt hai người lại. Chỉ thấy sắc mặt của Trình Hoài An cùng liên liên trắng bệch, giống như là bị phản phề. Đồ thế vốn đi tập trung nghiên cứu pháp trận đã lâu không thấy mặt lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Phong bế tâm mạch linh phủ của hai người, ngẩng đầu nói với Diệp Tố, người cứ xuống đây trước.